trộm chai nước mắm ở tiệm tạp hóa, nữ ninja quỳ gối xin tha. Đoạn clip trích xuất từ camera bóc trần khoảnh khắc trộm đồ tại cửa hàng tạp hóa đầy tinh vi đang được chia sẻ trên nhiều diễn đàn lớn nhỏ. Cụ thể, người phụ nữ mặc áo mưa kính, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang vào trong quán hỏi mua đồ. Đối tượng quay lưng về phía chủ quán, giả vờ xem hàng rất chăm chú. Sau đó, nhưng lúc không ai để ý, nữ tặc đã nhanh tay nhét chai nước mắm vào trong áo mưa, vẫn vờ cầm món hàng khác ngắm nghía để không bị nghi ngờ. Vậy nhưng, hành động trộm cắp táo tợn không qua được mắt chủ quán. Khi bị phát hiện, người phụ nữ đã quỳ sụp xuống, mếu máo xin lỗi mong được bỏ qua. Cháu xin lỗi chú ơi, cháu không sống được mất, từ lần sau cháu không thế nữa. Ông chủ đanh thép nói, không, cho lên ủy ban, mày là chuyên nghiệp rồi, mày toàn lấy những thứ nhiều tiền của tao thôi, một chai mắm này bằng 6 chai kia. Mặt đối tượng khẩn thiết xin tha, chủ cửa hàng kiên quyết phải làm ra ngô ra khoai hành vi này. Hiện chưa rõ sự việc xảy ra tại địa phương nào, nhưng hành vi trộm cắp táo tợn của nữ ninja vấp phải chỉ trích gay gắt của dân mạng.